Nay vớ được món này, má cháy lắm. Cùng đi ăn nhá. Cho thêm một chút dầu ăn. Mắm tôm. Ở trọ không tự nhiên mà mua được mẻ cái mắm tôm. Thế nên là mua đồ ướp sẵn về nấu là hợp lý nhất. Bóng bẩy nuột nà. Cứ đu đến khi nào cạn nước thì là tạm được. Cái này phải ăn với cơm trắng. Cho tạm vào đây nhé. Bình thường là ăn cả nồi rồi nhưng mà quay video nên phải cho ra đây cho nó đẹp. Ai à. Móng giò thui, giả cầy. Ê, ngon không? Nhắc lại một lần nữa là món này phải có mẻ và mắm tôm. Nếu như không có thì nó sẽ tệ và ăn sẽ chê. Bình thường mọi người sẽ ưu tiên ninh nhừ, kiểu tuốt được cái da ra. Nhưng mà mình ăn như này thì thấy ngon hơn. Bởi vì cái phần da cảm giác là nó dai dai, nó giòn giòn, nó rất giòn, rất ngon. Vì là lợn thui nên mọi người yên tâm sẽ không có lông, rất là sạch sẽ. Sau rất nhiều lần mình mua đồ sẵn ở siêu thị về nhà nấu thì mình rút ra một kinh nghiệm là đồ ở siêu thị thường nó sẽ nhạt. Thế nên mọi người nhớ cho thêm bột canh mì chính, nước mắm gì đấy vào. Ngon lắm, ăn được mắm tôm ăn món này tuyệt vời luôn. Go away.